Vào buổi bình minh của một thiên niên kỷ mới, một giấc mơ muôn thuở bắt đầu tách mình khỏi thế giới của chúng ta và hòa mình vào dải ngân hà. Đó là một kỷ nguyên đã được lên kế hoạch từ trước. Chúng ta sẽ xây một ngôi nhà vĩnh cửu cho hàng nghìn nhà du hành trên quỹ đạo. Chúng ta sẽ sống tại sao hỏa và khai thác tài nguyên khoáng sản của mặt trăng cùng các thiên thạch. Và thậm chí có thể sẽ du hành ra ngoài hệ mặt trời. Đó sẽ là một kỷ nguyên của cơ hội và thách thức, một kỷ nguyên lịch sử của những chuyến đi bên ngoài trái đất. Hơn một nửa thế kỷ trước, giấc mơ huyễn hoặc về một chuyến du hành rời khỏi trái đất đã trở thành hiện thực. Kể từ đó, rất nhiều người đã được trải nghiệm sự kích thích của hành trình khám phá không gian. Đối với tôi, cảm giác khi nhìn về trái đất là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất mà tôi từng có. Khi đó, bạn có thể nhìn thấy cả các đại dương và lục địa, ngắm nhìn trái đất thân yêu của chúng ta. Cảm giác rất tuyệt vời, nhất là lần đầu tiên. Lần đầu tiên chúng tôi đi ngang qua Florida, tôi nhìn xuống, nhận ra tôi có thể thấy toàn bộ bang Florida. Tôi rất ấn tượng. Một điều bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng nếu giữa các quốc gia không có biên giới tự nhiên, bạn sẽ không thể phân biệt nổi các nước với nhau. Tất cả chỉ là một hành tinh thống nhất. Vũ trụ cho chúng ta một cái nhìn mới về chính trái đất. Bức ảnh đầu tiên ghi hình trái đất dần hiện lên do tàu Apollo 8 chụp được. Khi chúng tôi lần đầu tiên có cơ hội quan sát con người trên trái đất thức dậy từ chân trời của mặt trăng. Hình ảnh đó đã vĩnh viễn thay đổi cái nhìn của chúng ta về trái đất. Nỗi vui mừng trong những chuyến du hành đầu tiên đã che khuất những hiểm họa tiềm tàng khi rời khỏi trái đất. Mọi hệ thống đều có thể mắc sai lầm và thảm họa luôn rình rập. Năm 1967, phi hành đoàn của tàu Apollo 1 đang kiểm tra mô đun tạo lệnh thì một đám cháy xuất hiện và lan rộng. Chỉ trong vài giây, ba người đã thiệt mạng. Các đoàn thám hiểm của Xô Viết cũng gặp phải những thảm họa tương tự. Một nhà du hành đã chết vì dù không mở khi hạ cánh. Ba người khác thiệt mạng vì oxy trong bình bị dò khi ở ngoài vũ trụ. Challenger, go at throttle up. Hai mươi năm sau, ba phụ nữ và bốn nam giới người Mỹ đã bị ngọn lửa của tàu Contoy Challenger nuốt chửng vì khí nén nhiệt độ cao vô tình bắt lửa qua vết dò ở bình nhiên liệu. Các nhà du hành là những nạn nhân của những chiếc tên lửa khổng lồ khi đang cố đạt đến vận tốc khoảng 38,5 km/h. Động cơ đốt nổ là hiện vật của cuộc chạy đua vũ trang trong chiến tranh lạnh. Cho đến nay, cách duy nhất chúng ta đạt được tốc độ này là bằng tên lửa Atom. Hầu như mọi tên lửa thương mại ở Mỹ hiện nay đều có nguồn gốc từ một hệ thống vũ khí ICBM, tên lửa liên lục địa, đã 30-40 năm tuổi. Tên lửa Saturn, sao thổ, được dùng trong những chuyến thám hiểm mặt trăng, có nguồn gốc từ nghiên cứu tên lửa lớn và động cơ tên lửa của quân đội Mỹ. Nhưng chế tạo tên lửa quá tốn kém, phải mất khoảng 3 triệu đô la để đưa một nhà du hành vào quỹ đạo trên tàu Contoy do vấn đề nhiên liệu. 1,8 triệu kg là lượng nhiên liệu cần thiết để đạt được vận tốc thắng được trọng lực 38,5 nghìn km/h.
Hiện nay, chi phí phóng một cỗ máy vào vũ trụ là khoảng 45.000 đô la trên mỗi kg, gần tương đương với giá vàng. Vào giữa thế kỷ 21, các tàu vũ trụ có thể tái sử dụng sẽ giúp việc thám hiểm chỉ tốn một khoản chi phí tương đương với một kỳ nghỉ xuyên Đại Tây Dương, cất cánh từ những sân bay thông thường và đi vào quỹ đạo thấp của trái đất chỉ trong vài phút. Chào anh. Chào mừng anh đến với LEO. Cảm ơn cô. Chúc anh có một chuyến bay vui vẻ. Đây là chuyến bay LEO số 93 đến quỹ đạo thấp. Chúng ta sẽ bay về hướng đông với vận tốc tối đa 40.000 km/h và hy vọng sẽ đến nơi trong 20 phút. Để bay vào quỹ đạo thấp của trái đất, một chiếc tàu vũ trụ phải lên đến độ cao gấp 10 lần so với một chiếc máy bay thông thường. Thiết kế được một chiếc tàu vũ trụ chính là một thành tựu của ngành kỹ thuật hàng không, một sự kết hợp giữa máy bay thông thường với những chiếc tên lửa có thể bay từ mặt biển đến các vì sao. Trong một phương tiện, ta phải tích hợp cả một chiếc máy bay, một hệ thống tên lửa, một tàu vũ trụ, một phương tiện trở về trái đất và một tàu bay khác. Bạn sẽ phải liên tục chuyển từ chế độ bay này sang chế độ bay khác. Cho đến nay, không ai biết thiết kế nào là hiệu quả. Máy bay vũ trụ vẫn là một giấc mơ. Nhưng chỉ cách đây vài thập kỷ, bay lên mặt trăng cũng chỉ là một giấc mơ. Tư lệnh Eugene Cernan và tiến sĩ Harrison Smith là những người cuối cùng thực hiện được giấc mơ bay vào mặt trăng. Tôi là một minh chứng sống cho những điều bất ngờ có thể xảy ra. Bởi khi tôi còn nhỏ, còn đi học, bay lên mặt trăng không chỉ là một giấc mơ, mà còn là điều không tưởng. Thậm chí lúc đó không có ai dám nghĩ đến việc bay đến mặt trăng. Tôi đoán trong 20 năm nữa, hoặc có thể chỉ 10, 15 năm sau, sẽ có những tiềm năng và những điều thú vị tương tự xảy ra, vì đó sẽ là thời điểm chúng ta quyết định đi vào vũ trụ vĩnh viễn. Trong kỷ nguyên khám phá vũ trụ tới đây, những chiếc máy bay không gian có thể đưa công nhân vào vũ trụ để xây dựng nền tảng tiếp theo trên con đường chinh phục vũ trụ. Một cơ sở xây dựng kiểu ISS sẽ là ngôi nhà mới của công nhân. Ở đó, họ sẽ được thấy quá trình xây dựng một trạm vũ trụ lớn hơn, có chức năng tạo ra trọng lực nhân tạo. Tôi là cơ trưởng, vui lòng lưu ý chúng ta đang tiếp cận ISS và chuẩn bị hạ cánh. Trạm vũ trụ trên quỹ đạo trái đất là một phần tất yếu trong việc lập kế hoạch và phát triển du hành vũ trụ trong tương lai. Nó cho chúng ta một cách thức phát triển công nghệ hỗ trợ sự sống mới, có thể vận hành trơn tru trong nhiều thập kỷ. Kỷ nguyên của các trạm vũ trụ bắt đầu từ những năm 1970, với một tàu vũ trụ nhỏ trên quỹ đạo trái đất. Sau hơn 15 năm tái kiến thiết và biến động chính trị, việc xây dựng trạm vũ trụ ISS kéo dài sang tận thế kỷ 21. Mọi việc đã sắp hoàn tất, nhưng trạm vũ trụ này quá lớn nên không thể phóng toàn bộ trạm vào vũ trụ chỉ trong một lần được. Các mô đun tách biệt được chế tạo và lắp ráp tại trái đất. Sau đó, các phi hành gia sẽ ghép chúng với nhau ngoài không gian. Việc lắp ráp ngoài vũ trụ đòi hỏi những kỹ năng đã được rèn luyện kỹ càng từ thuở bình minh của kỷ nguyên vũ trụ. Eugene Cernan là một trong những người đầu tiên từng bước vào vũ trụ và làm việc tại đó. Năm 1966, trong lúc đang lơ lửng bên ngoài tàu cá nhân Gemini, Cernan đã nhận ra vũ trụ là một môi trường vô cùng khó thích nghi.
Đó là môi trường không trọng lực. Vì thế, khi tôi muốn vặn van, cảm giác như chiếc van đang vặn lại tôi vậy, làm tôi quay vòng trong không gian. Mỗi lần tôi cố ấn đòn bẩy để nâng kính thiên văn lên, tôi cũng bị đẩy lại và không thể đứng vững được. Phải mất 3 giờ vô cùng nỗ lực, anh ấy mới lắp được bộ phận chuyển động. Chỉ có một mình bạn ở ngoài đó, không có ai giúp đỡ. Tôi biết các bác sĩ đang theo dõi nhịp tim của tôi. Tôi biết họ theo dõi nhịp thở của tôi. Và nói rằng, anh chàng này không thể tiếp tục được đâu, anh ta sẽ chết mất. Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Có lẽ họ đã đúng một phần nào. Có lẽ tôi đã làm việc quá sức. Nhưng tình thế lúc đó không ai hiểu rõ bằng tôi. Môi trường không trọng lực biến một nhà du hành bình thường thành siêu nhân. Họ có thể di chuyển những vật nặng hàng trăm tấn ở trái đất chỉ với một cái búng tay. Bắt đầu từ thế kỷ 21, xây lắp trong không gian có thể sẽ trở thành một công việc bình thường. Môi trường không trọng lực có thể biến giấc mơ của các kỹ sư thành sự thật. Khi đó, họ có thể xây những công trình vĩ đại, ví dụ như một trạm vũ trụ dài hàng km. Nhưng phải mất nhiều thời gian và công sức rèn luyện mới có thể làm việc được trong môi trường trọng lực vô cùng nhỏ như vậy. Người mới làm thường xuyên có sai sót. Mọi thứ đều trở nên lỏng lẻo khi ở trong môi trường không trọng lực. Nếu bạn mở ngăn kéo mà mọi thứ không được buộc lại, chúng sẽ trôi ra ngoài. Tôi từng gặp phải tình huống muốn lấy vài món đồ một lúc. Cuối cùng tôi đã phải nhặt lại từng món và để lại về chỗ cũ. Chúng tôi có 6 độ tự do trong không gian. Mọi thứ có thể nổi lên trên, chìm xuống dưới, trôi sang phải, sang trái, ra trước và sau. Chúng có thể quay theo mọi hướng. Khi tôi ở trong khoang cá nhân Gemini cũng vậy. Tôi cũng là một phần của những cỗ máy không gian bị quay theo 6 hướng đó. Khi trần nhà và mặt sàn trở thành những khái niệm mơ hồ, tình trạng buồn nôn và choáng váng thường đi kèm với những tác dụng phụ tai hại khác. Điều đầu tiên bạn chú ý đến là lượng máu thông thường được dành để nuôi dưỡng chi dưới, bây giờ sẽ dồn hết lên phần cơ thể phía trên. Một vài ảnh hưởng khác là lượng canxi trong xương bị giảm từ 1 đến 3% mỗi tháng, tim cũng yếu hơn, cơ bắp nhão dần. Tất cả những triệu chứng đó đều là hậu quả của môi trường không trọng lượng vì bạn không thực sự vận động. Một trong số những vấn đề mà người Nga đã gặp phải trong suốt thời gian dài du hành vũ trụ là các phi hành gia đều trong tình trạng quá yếu khi trở về trái đất. Cơ bắp yếu và huyết áp thấp, các phi hành gia cần phải di chuyển trên băng ca để được hồi sức trong bệnh viện. Lúc mới đầu, chỉ khoảng vài tháng sống ngoài vũ trụ cũng khiến bạn suy nhược. Các bài tập thường xuyên mỗi ngày có thể làm giảm tốc độ suy yếu, nhưng không thể xóa bỏ hoàn toàn tình trạng đó. Một giải pháp có thể áp dụng lâu dài chính là trọng lực nhân tạo. Để tạo ra trọng lực nhân tạo, trạm vũ trụ trong tương lai sẽ có đường kính lớn hơn 1,6 km. Và nó làm cho trạm ISS hiện nay trở nên nhỏ bé. Đến cuối những năm 1990, khoảng không gian quanh trái đất đã phải hứng chịu hơn 1,5 triệu kg sắt vụn, hay còn gọi là rác thải vũ trụ. Đó là những vệ tinh chết, những bu lông, đai ốc lỏng lẻo bay qua bay lại với vận tốc hàng trăm mét mỗi giây. Tôi đã va phải những vật thể lớn đến mức có thể làm lõm khoang dành cho phi hành đoàn. Radar của không quân chỉ có thể giúp tàu con thoi tránh được những vật thể lớn nhất mà thôi. Trong chuyến bay đầu tiên của tôi năm 1983, vào ngày thứ hai hay thứ ba của hành trình, chúng tôi thức dậy, thấy có một vết lõm trên một tấm chắn gió. Khi quay trở lại, chúng tôi đã phải thay tấm kính mới. Họ phân tích từng vết lõm, vết xước trong đó, và xác định tình trạng này là do một mảnh sơn từ vệ tinh cũ gây ra.
Nếu một mảnh sơn nhỏ có thể gây hư hại cho khung kính cửa sổ của tàu con thoi, thì một vật thể lớn hơn có thể đâm vỡ vỏ tàu vũ trụ và giết chết phi hành đoàn. Một trạm vũ trụ lớn khó có thể tránh được những vật thể tương tự, thậm chí lớn hơn. Trong trường hợp này, nó cần có vũ khí laser để làm chệch hướng hoặc thổi bay các thiên thể, tiểu hành tinh và rác thải vũ trụ. Báo động có mảnh vỡ đang tiến đến. Tất cả phi hành đoàn tập trung về phòng trung tâm. Quỹ đạo vật thể có va chạm. Xác định mục tiêu. Cấu hình lại tọa độ. Kích hoạt hệ thống phòng thủ. Bắn. Đã bắn laser. Mục tiêu bị hạ. Chúng ta sẽ an toàn hơn khi đi sâu vào vũ trụ, đến một nơi cách xa hoàn toàn khỏi lực hút của trái đất. Có cả những điểm tăng cường lẫn những điểm suy yếu trong từ trường giữa hai vật thể lớn như mặt trời và trái đất, hay trái đất và mặt trăng. Những vị trí đó gọi là điểm Lagrange. Có 5 điểm Lagrange trong không gian mặt trăng, những điểm tĩnh tại nơi lực hút giữa trái đất và mặt trăng cân bằng. Điểm ổn định nhất trong 5 điểm này là L5, cũng chính là vị trí có thể neo một trạm vũ trụ mà không cần tốn nhiên liệu để giữ đúng vị trí của nó trong quỹ đạo. Để đến được điểm L5, trạm vũ trụ cùng với các mô đun cấu thành sẽ phải di chuyển một quãng đường hơn 400.000 km. Đây là trạm ISS. Kiểm soát không gian, chúng tôi đã sẵn sàng chờ lệnh dọn đường để đưa Oasis đến L5. Đây là trạm kiểm soát không gian. Chúng tôi đang chuyển dữ liệu tọa độ chuyến bay của các bạn. Quỹ đạo đến L5 và tọa độ quỹ đạo đã sẵn sàng. Đây là Oasis. Máy đẩy đã kích hoạt và toàn bộ hệ thống đều hoạt động ổn định. Chúng tôi đang tăng tốc. Cách xa trái đất, khả năng va chạm với các mảnh vỡ trôi nổi thường nhỏ hơn, nhưng khả năng phòng vệ trước các bức xạ cũng gần như không có. Tiến sĩ Mike Glockley là một thành viên của nhóm phân tích bức xạ không gian của NASA. Khi một phương tiện được đặt tại điểm Lagrange, nó sẽ phải chịu ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ trong một thời gian dài và có khả năng gây ung thư cao. Vì thế, dù là các căn cứ trên mặt trăng hay tàu vũ trụ nằm ở khoảng không giữa các hành tinh, đều cần một hệ thống bảo vệ vô cùng tốt. Bức xạ không gian là đứa con của các hành tinh. Các phân tử hạt nhân di chuyển trong vũ trụ với vận tốc ánh sáng hoàn toàn vô tình và là một hiểm họa chết người. Mối nguy hiểm cơ bản đối với các phi hành gia hay con người ngoài vũ trụ do tiếp xúc với bức xạ chính là nguy cơ mắc những căn bệnh ung thư gây tử vong rất cao sau này. Tại trái đất, từ trường và bầu khí quyển đã đẩy lui và hấp thụ phần lớn bức xạ. Các sóng có thể xuyên qua bầu khí quyển, có thể gây cháy nắng và ung thư da. Nhưng xa phía ngoài bầu khí quyển là những dạng thời tiết dữ dội hơn nhiều. Những cơn bão bức xạ phun ra từ bề mặt mặt trời với mức năng lượng lớn tương đương hơn 1 tỷ quả bom hydro. Ảnh hưởng của chúng lên trái đất rất thảm khốc. Năm 1989, lưới điện ở tỉnh Quebec của Canada đã bị phá hủy bởi một vụ nổ của các hạt năng lượng mặt trời. Các phi hành gia trên trạm vũ trụ Mir đang có nguy cơ nhiễm bức xạ cao và những tia sáng kỳ lạ cứ như ánh đèn flash ở sâu trong mắt họ. Những tia sáng nhấp nháy bạn nhìn thấy lại xuất hiện mỗi khi bay thấp hơn hoặc cao hơn quỹ đạo trái đất do ảnh hưởng của bức xạ ion hóa. Cũng khá thú vị. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó cũng là chuyến bay đầu tiên của tôi. Lúc đó chúng tôi đã ngủ. Tôi đang ngủ thì thấy có ánh đèn flash rất sáng. Tôi nghĩ là phi công đang chụp ảnh mọi người ngủ vì anh ấy thích làm vậy. Nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy xung quanh rất tối và phi công vẫn đang ngủ say. Trong một chuyến du hành nào đó, một cơn bão mặt trời khủng khiếp như cơn bão năm 1989 có thể bùng lên, đe dọa tính mạng con người. Phi hành đoàn có lẽ sẽ chỉ có 15 phút để rút về phần lõi trạm vũ trụ, nơi được phòng ngự nghiêm ngặt.
Chúng tôi nhận được cảnh báo bùng phát năng lượng mặt trời. Các màn hình hiển thị phía trong cho thấy mức độ bức xạ đang tăng. Chúng tôi nhận được tín hiệu mạnh từ hoạt động của mặt trời. Tiến hành quy trình khẩn cấp, toàn bộ phi hành đoàn sơ tán về cabin trú ẩn. Đưa vật liệu đi từ trái đất sẽ rất tốn kém, nhưng các kỹ sư chỉ cần đi đến thiên thể gần chúng ta nhất. Bề mặt ma quái của mặt trăng chính là lớp bảo vệ hữu hiệu của chúng ta ngoài không gian. Chuyến bay 86 đến trạm kiểm soát không gian Mulco. Ánh trăng bằng bạc là biểu hiện rõ nét nhất của một hành tinh khô hạn, không sự sống. Nhưng lớp bụi của đại dương và những hố va chạm cổ xưa lại là những kho báu tự nhiên. Năm 1969, Neil Armstrong bắt đầu khám phá các thế giới ngoài hành tinh. Mười một người Mỹ khác đã đi theo bước chân đó. Người cuối cùng là tiến sĩ Harrison Smith và trung tá Jen Sedman. Ước gì tôi có thể chỉ cho các bạn thấy thung lũng Taurus Littrow, nơi Jean Cagnan và tôi đã hạ cánh cách đây 25 năm. Thung lũng này còn sâu hơn cả hẻm núi Grand ở Colorado. Các dãy núi ở hai bên cao hơn 2.000 mét. Đó là một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Nếu bạn đứng trên mặt trăng, nơi có ánh sáng mặt trời, và nhìn trái đất bị bao phủ bởi một màu đen tuyền, bạn sẽ cảm nhận được sự vô tận của thời gian và không gian. Đó là một nghịch lý. Bạn đứng dưới ánh mặt trời, nhưng lại thấy một màu đen sâu thẳm. Màu đen chứ không phải là bóng đêm. Ánh nắng ở mặt trăng không được lọc qua khí quyển, không có không khí và hơi nước. Ở mặt trăng, ánh nắng không hề bị suy yếu. Tất cả các loại tia, không chỉ có tia nhiệt, mà còn cả các tia vũ trụ từ mặt trời đều xuyên thẳng vào bề mặt mặt trăng. Nếu bạn đứng yên tại chỗ trên mặt trăng và hướng về phía mặt trời, cơ thể bạn sẽ hấp thu những bức xạ đó và nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên đến 121 độ. Nhưng cùng lúc, phần lưng của bạn không nhận được bức xạ và có thể hạ nhiệt độ xuống âm 100 độ. Tháng 12 năm 1972, các phi hành gia trên tàu Apollo 17 đã thực hiện các thí nghiệm và mơ về một tương lai, trong đó việc khám phá vũ trụ với lực hút vô cùng nhỏ của mặt trăng sẽ trở thành một công việc thường ngày. Một trong những khoảng thời gian thú vị nhất trong cuộc đời tôi là 3 ngày trên mặt trăng. Đó là một nơi vô cùng dễ chịu. Trọng lực chỉ bằng 1/6 so với lực hút trái đất. Bạn vẫn khỏe như thế, nhưng trọng lượng cơ thể lại nhẹ hơn rất nhiều. Trọng lực giảm xuống 1/6 vẫn giữ được toàn bộ lợi ích của một trường hấp dẫn thông thường. Vẫn có lực hút về tâm, nên bạn có thể rót nước. Bạn cũng có thể đứng vững để làm việc. Nhưng ở đây cũng có nhiều lợi ích tương tự như môi trường không trọng lực, bởi mọi thứ nhẹ hơn rất nhiều. Về lý thuyết, bạn có thể nhảy cao gấp 6 lần và bước nhanh hơn bình thường. Bạn sẽ ít bị mệt mỏi hơn khi làm việc nặng. Dưới sự lãnh đạo của Eugene Cernan, phi hành đoàn tàu Apollo đã bắt tay vào việc bất chấp mọi hiểm nguy. Trong sứ mệnh với tàu Apollo, các phi hành gia đặt chân lên mặt trăng đều có nguy cơ nhiễm bức xạ cao. Tôi biết chúng tôi sẽ bị nhiễm bức xạ ở một mức độ nhất định. Có một vấn đề lớn mà chúng tôi chưa hề chuẩn bị đối phó là nếu như xuất hiện một vết đen mặt trời lớn, chúng tôi sẽ bị đe dọa đến tính mạng. Đó là tình huống mà chúng tôi đã tình nguyện hứng chịu, biết rõ điều gì có thể xảy ra, biết rằng năng lượng mặt trời có thể bùng phát. May mắn là chúng tôi đã an toàn. Không có vụ bùng phát năng lượng nào khi chúng tôi ở trong không gian, và cả khi chúng tôi đặt chân đến mặt trăng.
Mạo hiểm cũng đem lại những kết quả xứng đáng. Hơn 300 kg sỏi đá đã được mang về trái đất. Đó là những mẫu vật hé lộ nguồn tài nguyên giàu có của người hàng xóm gần nhất của chúng ta. Oxy, sắt, nhôm và nhiều nguyên tố cần thiết cho sự sống khác liên kết với nhau trong lớp bụi xám của mặt trăng. Bằng việc chinh phục mặt trăng, động lực của cuộc chạy đua vào không gian dần lu mờ. Ngày nay, những cuộc đua không gian chỉ còn hai loại, tiếp cận và phát triển nguồn tài nguyên của mặt trăng. Trong tương lai, tài nguyên của mặt trăng có thể thu hút các vị khách muốn ẩn náu khỏi bức xạ mặt trời, tìm kiếm oxy và nhiên liệu. Việc khai khoáng có thể thực hiện ở hai cực, gần nguồn nước và băng. 86 gọi Munco, chúng tôi đang tiếp cận khu vực phía nam. Kiểm soát không lưu gọi chuyến bay 86, các bạn có thể hạ cánh ở Munco, khu vực 2. Khai khoáng ở mặt trăng sẽ phụ thuộc vào việc tìm nguồn nước. Nguồn dự trữ băng khả thi đầu tiên đã được máy thăm dò Clementine phát hiện năm 1994 và xác nhận trong chuyến thăm dò mặt trăng Luna Prospector 4 năm sau đó. Đối với trưởng nhóm thăm dò, phát hiện này hứa hẹn sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong hành trình khám phá mặt trăng. Nếu ở đó có nước, việc khám phá mặt trăng, đặt trạm và định cư tại mặt trăng sẽ đỡ tốn kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, chúng ta sẽ có nhiên liệu để tiếp tục du hành đến sao hỏa, sao kim hay bất cứ đâu ta muốn. Một tảng băng trữ nước có kích cỡ tương đương một sân bóng có thể đủ nước cung cấp cho một nhóm dân cư trong nhiều năm. Nước từ khối băng có thể được tách thành oxy để thở và hydro để làm nhiên liệu tên lửa. Hàng đã đến khu vực số 6 chờ xử lý. Tất cả nhân viên tập trung tại khu 6 để dỡ hàng. Chi phí chuyển băng thành các nguyên tố cần thiết cho sự sống rất cao, nên tiết kiệm và tái chế là điều tất yếu. Khi đi mua sắm trong hệ mặt trời, những người chỉ huy ở trạm vũ trụ sẽ phải tìm đến mặt trăng để tiếp nước và dự trữ các khoáng sản cần thiết để tạo nên một loại nhiên liệu mới. Có một loại sản phẩm dù rất đắt đỏ, nhưng cũng đáng để chúng ta đi đến mặt trăng tìm kiếm. Đó chính là Heli-3. Loại khí này có giá hàng tỷ đô la một tấn. Heli-3 là một đồng vị của khí heli và có giá trị gấp 1.000 lần so với vàng. Nó có thể là nhiên liệu cho phản ứng tổng hợp hạt nhân, nói cách khác là loại phản ứng hạt nhân xảy ra ở mặt trời. Heli-3 hóa ra lại là loại nhiên liệu gần như lý tưởng cho phản ứng nhiệt hạch, bởi nó không gây tác hại đến môi trường và có thể chuyển hóa thành năng lượng trong quá trình tổng hợp hạt nhân với hiệu quả cao gấp đôi các loại nhiên liệu khác chúng ta thường dùng. Heli-3 là một sản phẩm phụ của phản ứng hạt nhân tại mặt trời, được phóng qua giải ngân hà qua hàng triệu phân tử, gọi là gió mặt trời. Tôi tin rằng Apollo sẽ được công nhận là nhóm nghiên cứu đã tìm ra nguồn năng lượng cho tương lai. Phải cần đến 100 triệu tấn bụi để tách được một tấn Heli-3. Các chất dư thừa có thể dùng làm vật liệu cách nhiệt trong trạm vũ trụ để chống lại bức xạ. Danh sách mua sắm trong không gian của các nhà du hành sẽ bao gồm cả bụi mặt trăng để phủ kín 60cm tường bao trạm vũ trụ. Như vậy mới đủ để ngăn cách phi hành đoàn với bức xạ mặt trời hay bùng phát năng lượng mặt trời. Nếu nhu cầu khoáng sản mặt trăng tăng lên, dân số của hành tinh này cũng vậy. Từ một hành tinh cằn cỗi, mặt trăng sẽ biến thành một thị trấn khai khoáng rất phát triển của thế kỷ 21. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp vấn đề khi tìm kiếm tình nguyện viên hoặc nhân viên sẵn sàng bay đến mặt trăng và thậm chí là định cư trên đó. Nhưng những người tái định cư sẽ mang theo cả những vấn đề hiện hữu ở trái đất. Giống như châu Âu vào thế kỷ 16,
Những căn cứ trên mặt trăng sẽ phải tự giải quyết xung đột của mình và trừng phạt những ai chống lại lợi ích chung, tạo ra luật pháp đầu tiên trong vũ trụ, tòa án vũ trụ và cả nhà tù vũ trụ nữa. Nghe rõ, Devlin. Lovac bị buộc tội theo khoản 5 điều 10 của Hiệp định Mặt trăng quốc tế. Thu hồi giấy phép khai khoáng và số hiệu. Trục xuất về trái đất ngay. Khi cộng đồng dân cư đã đông đúc đến một mức độ nhất định, bạn sẽ phải tính đến việc thành lập chính phủ, đại diện địa phương và lực lượng cảnh sát địa phương. Sự giàu có của mặt trăng có thể dẫn tới việc hình thành nhóm công dân vũ trụ đầu tiên. Nhưng trạm vũ trụ cần có thêm vật liệu và nhiều kim loại đắt tiền khác, mà tài nguyên chỉ có thể tìm thấy ở xa hơn trong không gian. Thiên thạch, những viên đá khổng lồ có lẽ đã từng xóa sổ loài khủng long, giờ đây có thể trở thành công cụ hỗ trợ con người trong vũ trụ và tạo ra những lợi ích quý giá. Trong hệ mặt trời của chúng ta, trái đất vô cùng đặc biệt, một hành tinh sống với những vật chất duy trì sự sống. Nhưng những khoáng chất, kim loại và nước đó cũng xuất hiện ở hàng triệu thiên thể khác. Thiên thạch rất giàu các chất chúng ta cần đến để xây dựng các cấu trúc trong không gian. Bạn sẽ muốn mang theo các thiết bị khai khoáng và tìm đến thiên thạch để tận dụng những gì tìm được ở đó, sử dụng nước để tạo nhiên liệu, dùng quặng tạo nên các chất và xây dựng công trình ngay trong vành đai thiên thạch. Sao chổi và thiên thạch có thể cho chúng ta nước, oxy và rất nhiều chất hữu cơ khác mà con người cần đến. Nhưng cũng có những thiên thạch chỉ là những tảng đá chết trôi nổi trong không gian và có thể chứa nhiều kim loại như vàng hay bạch kim mà chúng ta đã khai thác trong suốt lịch sử nhân loại. Điều đó rất thú vị và kích thích chúng ta khám phá vũ trụ nhiều hơn. Tìm kiếm những vật chất đó trong trường hấp dẫn yếu ớt của một thiên thạch nằm cách xa trái đất hàng triệu km là một nhiệm vụ phức tạp. Một trong những việc bạn phải làm khi đến nơi là giữ vững vị trí so với thiên thể đó, bởi nếu không bạn có thể bị trượt chân và rơi vào quỹ đạo của nó, hoặc là rơi hẳn ra ngoài không gian. Bạn có thể đâm một cây lao vào thiên thạch và nối dây đàn piano hoặc một loại dây chắc chắn khác. Khi thiên thể tự quay, nó sẽ cuốn sợi dây đó lại quanh xích đạo. Sau một vòng quay, bạn có thể hạ cánh, nắm lấy sợi dây và buộc chắc lại. Với hàng ngàn thiên thể gần quỹ đạo trái đất, việc tìm đến một trong số đó không phải là việc khó. Tiếp đó sẽ là công đoạn khai khoáng. Và đầu tiên, người ta sẽ phải khai khoáng nước từ thiên thạch để có thể sống sót được. Cách tốt nhất để làm nó nóng lên là sử dụng ánh sáng mặt trời. Và cách tận dụng ánh sáng hữu hiệu nhất là sử dụng gương cầu. Gương cầu lõm có thể tập trung ánh sáng vào một lò nướng nhỏ, giống như một căn phòng xử lý những chất bạn vừa khai thác được. Nhiệt sẽ làm nước bốc hơi, sau đó có thể lọc bụi khỏi phần khí, rồi ngưng tụ hơi để thu được nước. Trong lúc máy móc sục sạo trên bề mặt, các kỹ sư khai khoáng trong không gian có thể sẽ phải đào hầm dưới đất để tránh xa khỏi bức xạ. Bạn sẽ phải tạo lập một bề mặt phụ có thể bảo vệ mình khỏi tia gamma và các phân tử phát ra từ mặt trời di chuyển với tốc độ cao. Người ta có thể xây nhà máy và làm giàu từ những hành tinh mồ côi trong hệ mặt trời. Đó là việc làm ăn vô cùng hấp dẫn mà nhiều công ty đã bắt đầu lên kế hoạch đầu tư ngay từ bây giờ.
Tập đoàn Phát triển Không gian hiện đang lập kế hoạch và chế tạo một con tàu vũ trụ thuộc sở hữu tư nhân, dự kiến có thể khám phá một thiên thạch gần trái đất. Mục đích của nhiệm vụ này là tìm hiểu thiên thạch và thu thập các dữ liệu khoa học kỹ thuật cơ bản mà chúng tôi cần để tiên liệu hoạt động khai khoáng thiên thạch trong tương lai. Việc khám phá các thiên thạch như vậy có thể do những người khai khoáng của thế kỷ 21 thực hiện. Tiên phong tìm đến các hành tinh xa lạ, nơi những kho báu không gian có thể giúp chúng ta sống trong không gian. Trở lại với việc xây dựng mô-đun, giờ là lúc để tạo ra một bầu không khí có thể thở được trong trạm không gian. Một phần khí nitơ đã được bơm vào. Bây giờ người ta sẽ thêm khí oxy để tái tạo bầu không khí của trái đất. ISS gọi Oasis. Oasis trả lời, đã hoàn tất kiểm tra tính nguyên vẹn hệ thống. Hệ thống hỗ trợ sự sống sẵn sàng kích hoạt. Hệ thống điện và xả không khí sẵn sàng. Trạm không gian bây giờ sẽ được chứa đầy khí oxy tạo ra bởi mặt trăng và các tiểu hành tinh. Hệ thống đã kích hoạt hoàn toàn. Sẵn sàng cho xả không khí. Không khí đang ở mức 100%. Hệ thống điện ở mức 100%. Chúng tôi đã sẵn sàng tháo mặt nạ oxy. Một bầu không khí nhân tạo có thể giúp chúng ta tồn tại trong trạm không gian. Nhưng đã nhiều thế hệ trôi qua, chúng ta vẫn luôn mơ về việc đến thăm và cư trú ở một hành tinh khác, một khái niệm quen thuộc tuy không chính xác. Tôi ước có thể biến hình, nhân bản vô tính đến tương lai của 200 năm tới và nhìn lại thế kỷ 20 hay 21. Tôi tin rằng đến thời điểm đó, con người không những khám phá một vùng của sao hỏa, mà tôi nghĩ rằng chúng ta còn có thể phát triển quan hệ với sao hỏa, một mối quan hệ giữa trái đất và sao hỏa, một cách tương tự như ông nội tôi từng thấy giữa châu Âu và tân thế giới cách đây không lâu. A Europe New World relationship. Tôi nghĩ rằng cuộc định cư trên sao hỏa sẽ xảy ra. Sao hỏa trông rất giống trái đất. Ở đó có bầu trời. Mọi người đều thích ngắm bầu trời. Có một sự tương đồng giữa sao hỏa với trái đất mà tôi cho là sẽ rất hấp dẫn mọi người. Bằng chứng rằng sao hỏa là lựa chọn tốt nhất của chúng ta đến từ robot thám hiểm khám phá hệ mặt trời. Trên sao Thủy, hành tinh gần mặt trời nhất, nhiệt độ chênh lệch hơn 1.000 độ. Sao Kim là một ngôi nhà sông hơi sôi sục nơi áp suất khí quyển gấp 90 lần của trái đất. Sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương là những quả bóng khí khổng lồ mà không bất kỳ một phi hành gia nào có thể đặt chân xuống. Và sao Diêm Vương cách biệt thì quá lạnh. Tất cả đều là những hành tinh chết, trừ có một. Nếu có ai đó kêu gọi một cuộc di cư tới sao Hỏa, tôi sẽ đứng ký đầu tiên. Tất nhiên rồi, tôi sẽ không cân nhắc lần thứ hai về điều đó. Tôi sẽ tới sao Hỏa ngay lập tức, cho dù có nguy cơ bức xạ hay các mối lo ngại khác. Tôi sẽ đăng ký ngay phút đầu. Tôi đã từng nghĩ và hy vọng một lúc nào đó có thể trở thành người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa. Với công nghệ tên lửa hiện nay, một chuyến đi khứ hồi tới sao Hỏa có thể mất hơn 2 năm. Tuy nhiên, một loại động cơ mới, động cơ đẩy ion, có thể khiến hành tinh đỏ nằm trong tầm tay của chúng ta. Một dòng điện cao thế tách các hạt electron ra khỏi các phân tử của khí xenon và bắn chúng đi với vận tốc gấp 10 lần hệ thống tên lửa đẩy của tàu con thoi. Hệ mặt trời sẽ ở trong tầm với của chúng ta nếu tính ứng dụng trong vùng không gian xa xôi của động cơ đẩy ion được chứng minh bằng một cuộc diễn tập thành công.
bạn có thể bay đến sao Hỏa và quay lại trong một năm thay vì 2 hay 3 năm bằng động cơ tên lửa đẩy hóa học như hiện nay. Nhưng sao Hỏa không phải là địa điểm du lịch. Ở đó lại như Nam Cực. Bầu không khí đầy carbon dioxide độc hại đối với con người và mức phóng xạ cao hơn 2.000 lần so với ở trái đất. Để phủ xanh cả hành tinh này sẽ mất đến hàng thế kỷ. Những nhà máy khổng lồ phát tán khí sẽ dần dần tạo ra một bầu khí quyển giống như của trái đất. Tuy nhiên, lực hấp dẫn yếu vẫn là một vấn đề, một tính chất vĩnh hằng có khả năng khiến cuộc định cư ở sao Hỏa trở thành một cuộc hành hương một chiều. Quá trình định cư ngoài không gian lâu dài cần một trường trọng lực như của trái đất, một lực không hề tồn tại trên bất kỳ hành tinh có thể sinh sống nào trong hệ mặt trời, nhưng nó có thể được tạo ra bằng vệ tinh nhân tạo. Các hệ thống đã sẵn sàng quay vòng trạm không gian. Không gian có thể cung cấp mọi yếu tố cần thiết cho sự sống mà chúng ta cần. Nhưng nếu không có trọng lực, thoát khỏi trái đất sẽ là một mục tiêu ngắn hạn và dẫn đến kiệt sức. Nếu loài người muốn sống ngoài không gian trong một khoảng thời gian dài, chúng ta cần phải tạo ra một trường trọng lực giống như ở trái đất. Khối lượng khổng lồ của trái đất đã hình thành một trường trọng lực của riêng nó, chứ không phải sự quay vòng. Thế nhưng một trạm không gian có thể tạo ra một trường trọng lực nhân tạo của riêng nó bằng việc quay vòng thật nhanh. Sự khác biệt cơ bản là trường trọng lực nhân tạo được tạo ra bởi hệ thống quay, vì thế sẽ có lực ly tâm đẩy bạn về phía vòng tròn ngoài, đáy của trạm không gian. Trong khi đó ở trái đất, mọi thứ thường hướng về phía lõi của trái đất. Everything tends to focus down towards the center of the Earth. ISS to Oasis. ISS gọi Oasis, hãy xác nhận trình tự chuẩn bị tái tạo trọng lực đã bắt đầu. Bắt đầu tiến hành quay vòng trạm không gian. Bên trong trạm không gian vũ trụ tương lai, động cơ để tên lửa sẽ được dùng để quay vòng toàn bộ cấu trúc. Động cơ đẩy sẵn sàng. Hệ thống điện đã sẵn sàng. Nhiên liệu phản lực sẵn sàng. Động cơ sẵn sàng. Vòng quay càng quay với tốc độ lớn thì lực ly tâm sẽ càng mạnh lên. Đến khi đạt tốc độ một vòng quay một phút, trọng lực sẽ bằng với trọng lực của trái đất. Chúng tôi có thể cảm thấy trọng lực. Chúng tôi đang đứng. Ngừng động cơ đẩy. Việc tạo ra trạm không gian trọng lực đầu tiên là một bước ngoặt trong lịch sử khám phá vũ trụ, chìa khóa để tiến tới việc định cư trong hệ mặt trời của chúng ta. Mặt ngoài của kết cấu sẽ trở thành mặt đất. Mặc dù nó đang quay vòng với vận tốc 300 km một giờ, nhưng chúng ta sẽ không cảm nhận được sự chuyển động đó. Ở sâu bên trong trạm không gian, trọng lực sẽ yếu dần đi. Một trong những vấn đề của trọng lực nhân tạo là bạn sẽ cảm thấy trọng lực phụ thuộc vào khoảng cách giữa bạn với đường trung tâm. Bạn càng gần trung tâm, trọng lực sẽ càng yếu đi. Và thực tế là, ở đường trung tâm, bạn sẽ rơi tự do, gia tốc bằng không. Nhưng sẽ có một vài vị trí trong trạm không gian mà trạng thái rơi tự do là có lợi, chứ không phải có hại. Một trong những lợi ích là khả năng xử lý những vật liệu ở trạng thái không trọng lực. Bạn có thể sản xuất rất nhiều nguyên vật liệu độc đáo, thuốc, các loại vật liệu chúng ta không thể sản xuất ở trái đất hiện nay. Một đầu nối không trọng lực sẽ giúp các tàu cung cấp dễ dàng cập bến và rời đi. Tay quay của trạm không gian vũ trụ đi từ trung tâm không trọng lực đến mặt ngoài của trạm, nơi trọng lực ngang bằng trọng lực trái đất. Nếu bạn từng gặp những người đã dành rất nhiều thời gian ở những môi trường trọng lực thấp như mặt trăng hay vành đai tiểu hành tinh, những thứ này có thể được coi như một nơi chuyển tiếp nhằm giúp họ có cơ hội tăng cường cơ bắp, dung tích máu và lượng canxi trong xương. And the calcium in their bones.
Trạm không gian sẽ trở thành một nơi sinh sống, một khu thí nghiệm và một nơi làm việc. Để con người có thể tồn tại trong vũ trụ, khung cảnh và phông nền sẽ được dùng để tái tạo trái đất nhằm chống lại những cảm giác về sự dịch chuyển. Ánh sáng nhân tạo và cảnh bầu trời điện tử được dùng để tái hiện một ngày 24 tiếng trên trái đất nhằm đảm bảo chu kỳ ngủ tự nhiên mà loài người chúng ta cần. Kích hoạt điều khiển môi trường thị giác. Lựa chọn hoàn thành. Khởi động. Xác nhận màn hình thay đổi. Xác nhận thay đổi màn hình. Điều khiển môi trường thay đổi rất hiệu quả trong mô đun sinh sống. Nhiều người bây giờ chủ yếu dành phần lớn cuộc đời họ trong những khu chung cư hoặc tòa nhà làm việc, và đó là những khung cảnh nhân tạo. Những bức tường vuông vắn đẹp đẽ, phần lớn thời gian bạn không nhìn thấy khung cảnh thế giới bên ngoài. Không có gì khác biệt so với sống trong khu không gian ngoài vũ trụ, nơi mà bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài. Sau nhiều năm xây dựng và nhiều tháng kiểm tra an toàn, con tàu đầu tiên chở đầy những người đi khai phá đã đến nơi. Những con người tiên phong của một thời đại mới trong lịch sử khám phá vũ trụ sẽ bơi qua màn đêm để đến với một thế giới nhân tạo. Một thế giới xây dựng bằng những ước mơ, nhưng được giữ vững bởi kinh tế. Đây là chuyến bay LLO số hiệu 104. Chúng ta sẽ sẵn sàng cập bến trong vòng 3 phút. Nếu chúng ta muốn tạo ra một nền văn minh trong vũ trụ, nếu ta thực sự có khả năng biến vũ trụ thành nơi sống của loài người, điều ta cần làm là tạo ra một nền kinh tế của riêng nó. Hay nói cách khác, cần phải có lợi nhuận được tạo ra. Những nhà máy với trường trọng lực nhỏ hoặc các khu nghiên cứu nguyên liệu sẽ được hình thành bên trong trạm không gian, cùng với vài tá giường dành cho khách du lịch. Nhưng nguồn thu nhập lớn nhất sẽ đến từ thu nhập năng lượng mặt trời và truyền dẫn. Những công ty năng lượng lớn có thể thấy được nguồn lợi từ những vệ tinh hoạt động bằng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng từ mặt trăng, vì họ có thể kiếm được tiền từ những việc đó. Tấm pin mặt trời sẽ thu hút ánh nắng, chuyển hóa nó thành năng lượng sóng cực ngắn và bắn nó về trạm thu sóng trên trái đất, một nguồn năng lượng vô hạn và không gây ô nhiễm. Một ngành công nghiệp có lợi nhuận khác là duy trì và sửa chữa hệ thống năng lượng mặt trời, vệ tinh và các hoạt động thử nghiệm, nghiên cứu. Tôi nghĩ loài người có ham muốn được khám phá rất mạnh mẽ, và tôi không cho rằng sẽ thiếu người tình nguyện cho những hoạt động như thế, cho dù là tới hành tinh này hay một vì sao khác. Đây là thử thách cho thế kỷ mới, sống và làm việc bên ngoài thế giới của chúng ta. Nếu chúng ta thành công, loài người có thể sẽ đạt được bước tiến tiếp theo, rời khỏi hệ mặt trời, rời khỏi trái đất để đi đến các vì sao. Đây là thử thách cho thế kỷ mới, sống và làm việc bên ngoài thế giới của chúng ta. Nếu chúng ta thành công, loài người có thể sẽ đạt được bước tiến tiếp theo, rời khỏi hệ mặt trời, rời khỏi trái đất để đi đến các vì sao.